Chương 6. Chương Sekhiya Ưng học. Bạch chư đại đức ni, các Sekhiya Dharma ưng phát học này được đưa ra độc tụng. 495. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ các tỳ khưu ni nhóm luật sư quấn y nội lòng thòng phía trước và phía sau dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các tỳ khưu ni lại quấn y nội lòng thòng phía trước và phía sau giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khưu ni ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Vì sao các tỳ khưu ni nhóm luật sư lại quấn y nội lòng thòng phía trước và phía sau? Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu ni nhóm lục sư quấn y nội lòng thòng phía trước và phía sau có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao các tỳ khưu ni nhóm lục sư lại quấn y nội lòng thòng phía trước và phía sau vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các Tỳ khưu ni nhóm luật sư bằng nhiều phương thức Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy, ta sẽ mặc y nội tròn đều là điều học nên được thực hành. 496 Nên mặc y nội cho tròn đều với việc che kính ở vòng bụng nơi lỗ rúng và vòng đầu gối. Vị ni nào mặc y nội lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng thì phạm tội đút ca ta, tác ác. 497 Vị ni không cố ý khi thất niệm, vị ni không biết, vị ni bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên Vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Có sự thu gọn 498. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm đột sư, đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các tỳ khưu ni lại đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít tham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu ni nhóm luật sư lại đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước? Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni nhóm lục sư, đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước vậy? Này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau đó khi đã khiển trách các tỳ khưu ni nhóm luật sư bằng nhiều phương thức Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước là điều học nên được thực hành và điều học này đã được đức thế tôn quy định cho các tỳ khưu ni như thế 499 Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bị bệnh, ngần ngại khi đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni bị bệnh được đại tiện, tiểu tiện và khạc nhổ ở trong nước. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước khi không bị bệnh là điều học nên được thực hành. 500. Vị ni không bị bệnh không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước. Vị ni nào không bị bệnh, đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở trong nước do không có sự tôn trọng, thì phạm tội đút kata, tác ác. 501 Vị ni không cố ý, khi thất niệm, vị ni không biết, vị ni bị bệnh, sau khi thực hiện trên đất, rồi xối nước. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 502 Bạch Chư Đại Đức Ni Các Sekiya ma ưng học Pháp đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các Đại Đức Ni rằng Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt Sekhiya Sekhiya Nithita Chương 7 Chương các pháp dàn xếp tranh tụng Adikarana Samatha Dhamma 503 Bạch chư đại đức ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng này được đưa ra độc tụng. Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử luật với sự hiện diện Samukha Vinayo nên áp dụng cách hành xử luật bằng sự ghi nhớ Sati Vinayo nên áp dụng cách hành xử luật khi không điên cuồng Amula Vinayo nên phán xử theo sự thừa nhận patinaya thuận theo số đông Jepuyashika theo tội của vị ấy Tasha Papiyashika cách dùng cỏ che lấp Tinavatarako bạch chư đại đức ni bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong trong các điều ấy tôi hỏi các đại đức ni rằng chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này đến lần thứ nhì tôi hỏi rằng chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này đến lần thứ ba tôi hỏi rằng chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt các pháp dàn xếp tranh tụng. 504 Bạch chư đại đức ni, phần mở đầu Nidana đã được đọc tụng. Tám điều Parajika, bất cộng trụ, đã được đọc tụng. 17 điều Sangha Dishesha, tăng tàn, đã được đọc tụng. 13 điều Nisagya Patitya Ưng xã đối trị đã được đọc tụng 166 điều Patitya Ưng đối trị đã được đọc tụng 8 điều Patidesaniya Ưng phát lộ đã được đọc tụng Các Sekhiya Dhamma Ưng học pháp đã được đọc tụng 7 điều Adikarana Samatha Dhamma Pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng. Bấy nhiêu của Đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính tất cả chư Đại Đức Ni nên học tập các điều học ấy với sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ. Phân tích giới tỳ khưu ni được chấm dứt. Trung tâm diệu pháp âm Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08438 Website diệuphápâm.net Kênh Youtube youtube.com Xuyệt diệu pháp âm